Ngô Kiến Huy và Sam. Ủa? Ngô Kiến Huy và Sam. Xin chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Sàn đấu ca từ mùa 3. Đấu ca từ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi lại tiếp tục mang đến đây là những vị đội trưởng vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà trước khi gặp gỡ họ, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những nhân vật không kém phần quan trọng, không bao giờ thiếu được trong chương trình. Chính xác, thiếu là hư liền. Đầu tiên, những chàng trai trẻ tám muối, rất trẻ, dành cái tuổi xuân để chơi nhạc cụ. Xin được trân trọng giới thiệu quý vị những chàng trai trẻ đến từ ban nhạc Nguyễn Phong. Thấy không? Và ban nhạc đã có rồi, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiếp hai thành viên còn lại, đó chính là những ca sĩ trẻ hát được rất nhiều dòng nhạc khác nhau luôn. Đúng. Đưa nhạc nào vô hát cũng được hết, đều hát được hết, hay luôn. Nhưng mà hai giọng ca này chúng ta nên giấu lại. Đúng. Họ còn Verdes là nghệ sĩ nữa. Phải xuất hiện cuối cùng chứ. Đúng. Bây giờ sẽ là hai vị đội trưởng. Đầu tiên sẽ là một vị đội trưởng mà dành cả tuổi xuân của mình để tập tạ. Ngoài ra hát hay, sáng tác giỏi. Đẹp trai không? Quan trọng đẹp trai không? Hề hước. Đẹp trai. Chà. Điểm cao của nhan sắc. Wow. Xin trân trọng giới thiệu bé đuông dừa Chi Dân. Thấy chưa? Thấy chưa? Nhìn thấy không? Đồ đồ. Mới nãy nghe trong bên trong nói là dành cả đời để tập tạ. Có không anh? Đâu có đâu, cái này là chỉ rảnh rỗi thôi. Chứ dân ngày hôm nay tôi sẽ trân trọng giới thiệu với bạn một vị đội trưởng nữa. Không hề thua kém nha. Đẹp trai luôn. Nhảy đẹp nha. Nhảy đẹp. Nhảy đẹp. Thì đó, biết nhảy thôi chứ hát không biết nhiều hết trơn. Anh ấy có một biệt danh, tên của anh ấy như là một cái núi lớn sừng sững. Cái gì núi? Núi là gì? Anh Cao Thái Sơn nè. Núi mà núi đá. Anh Sơn Đá hả? Dạ thưa quý vị, xin được giới thiệu vị đội trưởng thứ hai, đó chính là nam ca sĩ Sơn Thạch S.T. Trời ơi, thần thái quá. Hai phong cách thời trang đối lập, một người thì trẻ trung năng động, một người mùa hè, một người mùa đông anh à. Đúng rồi. Wow, wow ơi, thần thái quá. Đi một bước là thấy múa giỏi rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ SC hôm nay đến đây thì chắc là cũng vui thôi hả? Vui thôi. Tiền thưởng cũng không quan trọng đúng không? Đây là lần thứ mấy ta? Chắc là lần thứ hai, thứ ba rồi đó. Thứ ba rồi hả? Thôi. Nghĩa là mùa 1, mùa 2, mùa 3 SC đều có xuất hiện ở đây hết, cho nên là 3 lần rồi. Hôm nay SC hy vọng rằng là mình đến đây chỉ được để hát karaoke thôi. Wow. Anh Huy Huy, sao chương trình mình không đổi khách mời anh nhỉ? Tại vì đâu khách mời bị ghiền chương trình đó. Kiểu là về nhà bị ấm ức á, mấy lần trước thua đâu có phụt. Có không? Có không? Nhưng mà em muốn có một câu hỏi dành cho hai khách mời ngày hôm nay. Chắc là mọi người cũng biết là tại sao ngày hôm nay em lại ăn diện một cách đẹp đẽ như vậy và em chỉnh chu trong mái tóc của mình. Mọi người thường nói là đàn ông sẽ bị thu hút bởi những cô gái thả tóc dài và xoăn. Thì không biết là hai anh ở đây có ai còn độc thân không nhỉ? Mọi người đừng có tỏ cái thái độ như vậy, em cảm giác là từ chối em á. Anh không biết nữa. Sao vậy anh? Anh không biết Chi Dân như thế nào. Anh cũng không biết luôn. Sao? Mọi người có cái thái độ ve lui lại là sao vậy? Hay là mình vô đi ha. Đi bàn tới vấn đề đó Chi. Trời. Hãy mời hai đội trưởng về vị trí đi nào. Các bạn. Nhưng bây giờ trước khi đến với những người chơi, chúng ta cùng nhau đến với hai người quan trọng nhất, không thể thiếu trong chương trình của chúng ta. Hai giọng ca xuất sắc kinh khủng khiếp. Đó chính là ca sĩ Minh Trí và Kim Ngân. Wow. Nghe nói đây là cặp đôi vừa mới qua 18 tuổi đúng không? Mới 18 tuổi, trẻ trung quá. Kìa nhìn thấy không? Partner hình ngọc trai đồ. bên kia đeo kiến đồ đó, áo thun thì tụi mới lớn ha. Và bây giờ thưa quý vị hãy cùng nhau chào đón người chơi đầu tiên, hãy xem cô ấy anh ấy sở hữu giọng ca như thế nào. Xin mời. Vẫn chưa hết ngờ. Wow, bước ra một phong cách rất là K-pop. Anh tưởng là kiểu vô nhạc trẻ là em luôn á. Tưởng hát phải ra hát du 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 rồi. Ai ngờ ra đi đẩy cái nhẹ cái xa mưa giông. Bạn giới thiệu về bản thân mình đi bạn. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Hồ Thanh Phong. Hiện em đang là một vận động viên kiện tướng taekwondo quốc gia quốc tế. Wow, hết dám giao lưu luôn. Không dám hỏi luôn á. Đâu dám hỏi gì nữa. Hỏi thêm câu nữa hả em ơi, cái cơ duyên nào mà mang em đến với chương trình này? Tại em muốn thử sức mình tại một cái lĩnh vực mới. Rồi em đến đây để gặp hai anh và tất cả mọi người ở đây. Nghe rồi đó, tôi gặp hai anh liệu mà làm. Thành Phong ơi, vậy thì không biết là cái dòng nhạc mà em yêu thích, em thường nghe là cái dòng nhạc gì? Dạ, dòng nhạc của em theo đuổi là nó hơi đen một tí. Hơi đen là sao? Đen. Dạ. Cho em hát một tí nha. Ok. Dạ. Ôi cô nàng dễ thương, nếu yêu anh em hãy yêu thật nhiều. Vì anh đây là thể thao. Vì thế yêu anh em phải lo thật nhiều. Lo anh tiền ăn thêm lo luôn phần. Lo luôn phần anh chấn thương. Cái này là dance rồi đó. Cái này dòng nhạc dance rồi đó. Dance hả? Dance. Bây giờ là lúc hai đội trưởng sẽ nhấn nút chọn bạn. Có ai chọn thành viên này không ạ? Tôi nghĩ là ai mình nên chọn đi. 2, 3. Wow, em cảm thấy thật là hạnh phúc nha. Dạ. Anh không biết nhiều dòng nhạc bolero. Thì nếu em về đội anh thì sẽ là một điểm xuyến do cho anh thêm những cái dòng nhạc mới. Còn anh thì anh biết về nhiều về dòng nhạc trẻ. Bolero anh cũng biết chút chút. Anh có biết đen giống em không? Nhạc đen hồi nãy á. Không. Như vậy mà quyết định đi là chọn ai ạ? Dạ, vậy thôi. Tại vì em á thì em vẫn thích anh Chi Dân. Nhưng em chọn là em chọn anh S.T. Wow. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng lo. Cái gì vậy? Sẽ vượt qua được thôi. Bạn này sốc quá. Tôi áp lực với chính đồng đội của tôi mọi người. Và bây giờ xin mời người chơi thứ hai. Xin mời. Quen. Đi xa nơi anh, gần đi tình yêu nơi anh. Bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua nếu em hiểu. Rồi lúc em khóc trong vòng tay anh, để anh nhận ra và em làm ra chỉ để anh mang đi theo suốt cuộc đời. Anh cũng sẽ chỉ một hạnh phúc trên dòng đường đời. Và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi, tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm. Để anh một mình nhé, em cứ đi tìm. Gặp lại hết ngày tháng qua em cứ đi tìm. Vì anh đã chọn đời mình thế. Hơi thở cũng đang từng nhịp theo từng nỗi đau. Mất mát không gian cũng đang bao trùm lên một cảm xúc rất khác. Và kể từ khi em đi mình đã không còn vương nắng. Hạnh phúc của em đã biến mặt đêm trong anh bao phủ thành sương trắng. Đó phải đây là điều em muốn. Bình yên nơi anh chưa đủ làm cho em vui và trở nên sung sướng. Em cần gì? Cô gái ngày xưa đâu cần gì đâu. Nên giờ đã biết tìm ai đó khác đêm bên gối đầu. Và anh cũng không thể liếc mắt nhìn em, bởi anh biết chắc trong thâm tâm anh luôn còn một chỗ chờ em trở về. Anh tin được vào phép nhiệm màu khoảng cách sẽ không còn xa. Anh tin một ngày nào đó thời gian ai cũng sẽ chỉ có một hạnh phúc trên dòng đường đời. Và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên. Thì em hãy cứ đi, tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế anh trong những đêm. Để anh một mình nhé, em cứ đi tìm. Tất cả đến ngày tháng qua em cứ đi tìm. Vì anh đã chọn về mình thế thôi. Chẳng thể nào đổi thay anh vì thời gian chẳng thể nào quên đi. Dạ mấy bạn thương em quá. Bi Max ơi, hãy giới thiệu về bản thân mình cho hai vị đội trưởng biết sở trường âm nhạc của bạn như thế nào. Em Bi Max hiện tại em đang là diễn viên, và sở trường âm nhạc của em thì chắc là em chỉ thích hát thôi chứ em hát không có hay rồi. Nhưng mà quan trọng là em có nghe nhiều bài hát hay không? Dạ em nghe rất nhiều. Em cũng có nghe nhạc của anh S.T và cũng rất thích nhạc của anh Chi Dân. Như vậy thì đây là hành vi thứ hai, không biết là hai vị trưởng có nhấn chọn thành viên này hay không? Bi ơi đừng sợ, em hãy về đội của anh Chi Dân đi. Dạ. Bạn ấy chưa được chọn đâu mà bạn ấy đã nhường này. Nhưng mà tôi chọn đó. Chọn không? Chọn. Tôi cũng chọn luôn. B Max, hai vị đội trưởng chọn bạn và bạn sẽ được một quyền, đó chính là chọn là vị đội trưởng bạn muốn, hoặc là bạn có thể đưa ra cho họ một thử thách mà bạn bất kỳ thử thách nào cũng được. Dạ vâng ạ, em xin đưa một cái thử thách em nghĩ là nó cũng sẽ không làm khó hai anh lắm đâu. Tại vì em cũng biết anh S.T là một dancer và anh Chi Dân cũng là một người nhảy rất đẹp. Chắc là thử thách sẽ là hai anh nhảy cho em một điệu của Michael Jackson, và ai mà khiến cho mọi người vỗ tay thật nhiều thì em sẽ về. Mới là nhảy nè. Còn của tôi là đang làm cái gì tôi không biết nữa. Không, mà nhìn hai nhảy của hai đội trưởng rất là thú vị. Hai màu sắc khác nhau, bạn Bi Max sẽ chọn ai ạ? Dạ hai anh đều nhảy rất là cháy ạ. Nhưng mà em sẽ chọn anh Chi Dân, tại vì anh Chi Dân nhảy dài hơn. Đúng rồi. Và bây giờ vẫn còn hai thành viên, hai ẩn số nữa. Và xin mời người chơi thứ ba. Wow. Bài này em biết nè. Cái gì? Bài này anh biết. Anh biết hả? kiểu đúng không? Tôi chọn em. Quay lại. Tôi chọn nè. Một giọng hát hết sức là ngọt ngào và sâu lắng luôn. Rớt nước mắt nữa. Anh khóc hoài vậy. Hãy giới thiệu bản thân ạ, xin mời. Lần đầu tiên thì cho em xin chào hai MC xinh đẹp, hai đội trưởng và xin chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ạ. Trời ơi, bé nhà ai mà khéo ăn khéo nói. Thật sự là bé biết nhận xét. Chị duy nhất bé khen mình đẹp thôi. Chưa bao giờ khen mình đẹp. Anh Ngô Kiến Huy em chưa giới thiệu xong. Thì đó, em nói tiếp đi em ơi. Em là Tuệ Phương của nhóm nhạc PM Band. Xin giới thiệu qua về sở trường của em là tuồng, chèo, cải lương, rap là em không biết. Chủ yếu là nhạc trẻ và bolero hay nhạc đỏ, quê hương đất nước thì có biết một chút. Tức là bạn ấy không biết tuồng, chèo, rap nha. Em biết tất cả các bài trừ bài Giả Vờ Yêu. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Nè, hình như là vừa rồi là một cái chiến thuật gọi là vừa đấm vừa xoa. Khen mình trẻ trung xinh đẹp. Đẹp cho đã. Thằng nhỏ vừa ngóc đầu lên, mặt hớn hở đập bẹp bẹp xuống. Nói gì nữa bây giờ? Thái độ quá rồi. Em muốn nghe hai ý kiến của hai đội trưởng đúng không ạ? Không quan tâm anh luôn. Bé nói rồi, chọn bé đi. Để hỏi chặt tôi nữa. Đây để tôi nói. Anh ở đây đã là 3 mùa rồi. Và anh đều đứng ở vị trí này. Đây là cái phong thủy của anh á. Và chưa có mùa nào anh thất bại hết. Nhưng mà em nên suy nghĩ, anh S.T nhảy rất đẹp nhưng mà đôi khi kiến thức về âm nhạc của anh không được nhiều như một nhạc sĩ như anh. Nhưng mà anh hỏi em là em có thích hát không? Em đến đây em có thích hát không? Chẳng lẽ tôi đến đây thích nhảy? Để người ta trả lời. Em có thích hát không? Tất nhiên rồi ạ. Thì đó, em vào một cái đội mà người ta nhảy không thì em sẽ được hát nhiều. Thôi bây giờ em chọn đi. Đúng không là tình cảm của bạn bè chúng ta xích mích. Mặc dù là rất là cảm ơn anh Chi Dân đã nhận ra cái bài đầu tiên của em là bài Cần Lắm Đấy. Và hôm nay thì em cùng màu với cả anh S.T nên là em chọn về đội anh Chi Dân. Đây. Để xem thành viên cuối cùng của đội S.T sẽ là ai. Xin mời người thứ tư. Chia tay vì tôi vẫn còn trẻ con. Baby, come to me, stay here with me, come to me, hút thẫn, gạt nước mắt những ngày buồn nhớ. Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày. Trong anh bão tố nghe câu em đừng đi nữa nhưng tay nhớ đến thế nào, từ biệt chưa nói câu chào mà sao muốn bước đi vội, mới lúc có nhau thôi lại xóa hết những yêu thương rồi. Bàn tay tôi nắm chặt mơ lên bầu trời đến nước mắt cũng tuôn rơi, người là ánh sáng dẫn tôi tìm những giấc mơ. Giờ khi trước mi nụ trong bóng tối nơi xưa I'm losing you, ngồi khóc giữa cơn mưa mới thấu đâu là chạm đấy của nỗi đau. Xin mời bạn giới thiệu ạ. Em là Đình Dương, hiện tại là diễn viên và ca sĩ. Cảm ơn bạn. Một bài hát cũng đi ngược phong cách luôn. Nãy giờ sáng đó, giờ em tưởng là hip hop kiểu đen nhảy rồi. Thôi nói chung là team tôi là cái team như vậy đó mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta đến với vòng đầu tiên là lúc hai đội sẽ nghĩ ra hai cái tên để đặt cho đội của mình. Xin mời hai đội trưởng. Tôi đặt xin mời. Thôi không sợ thua đi. Không sợ thua. Nghe cái tên là thấy phong cách rồi đúng không? Đúng. Không sợ thua. Không sợ thua là đội của tôi. Bây giờ đến S.T. Đội của tôi tên là Chỉ Sợ Thắng. Chỉ Sợ Thắng. Chỉ Sợ Thắng. Wow. Và bây giờ xin mời hai đội hãy cùng nhau đến với vòng đầu tiên, đó là vòng tàng hình. Tàng hình. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng đầu tiên của sàn đấu ca từ mang tên tàng hình. Chúng ta sẽ có 3 bài hát, có một cái thử thách nho nhỏ, có nghĩa là sẽ có một cái dòng chữ tô màu vàng và hiện ra trong vòng 5 giây. Sau 5 giây dòng chữ đó sẽ mất đi và 10 giây tiếp theo là 10 giây các bạn nhấn chuông để giành quyền ưu tiên trả lời, và các bạn chỉ ghi được 1 điểm khi mà vừa hát đúng và vừa đọc lại đúng dòng chữ màu vàng đó. Nếu như mà đội nào giành 2 điểm đầu tiên thì sẽ giành về cho đội mình giải thưởng trị giá 3 triệu đồng. Wow. Và trước khi bắt đầu vòng 1, chúng ta sẽ có một cuộc chơi nho nhỏ, đó chính là quyền chọn chơi trước. Câu hỏi rất đơn giản như sau. Được biết S.T và Chi Dân là một đôi bạn thân. Và các bạn còn có thân với lại một người bạn nữa khác giới. Câu hỏi như thế này, các bạn hãy trả lời cho chúng tôi biết cung hoàng đạo của người bạn đó là gì. 10 giây bấm chuông bắt đầu. Xin mời S.T ạ. Tôi sẽ trả lời là người bạn của tôi sinh ngày Lái. Tôi nấu bạch tẹt ra luôn là Ninh Dương Lan Ngọc đó. Ninh Dương Lan Ngọc. Cung gì? Ok. Ngày 4 tháng 4. Cung gì? Cung thì không có rõ lắm nhưng mà chắc là Bạch Dương quá. Bạch Dương, đáp án chính xác. Chúc mừng S.T. Bây giờ thì S.T là người đã chiến thắng ở câu hỏi này, vì thế bạn sẽ được quyền chọn thành viên của đội Chi Dân để thách đấu với mình. Chọn người giỏi để mình loại trước. Bây giờ tôi vẫn còn ghim lắm, ghim cái cô gái đó lắm, cho nên là cô gái hãy mời bước ra đây. Đó, chào Tuệ Phương. Rồi đội trưởng, Chi Dân về vị trí. Khoan xí, tôi mời cô gái này bước ra đây để nắm tay Chi Dân bước về. Tôi mời Bi ra đây. Rồi. Rồi, bài hát đầu tiên xin mời hệ thống. Trong vang vỡ nắng trong anh thoáng qua, bao nhiêu mộng mơ đã vượt mất. Thấy ai kia đang bên cạnh em đi ngoài phố, nắm tay nhau môi em cười tươi trong hạnh phúc. Thử thách như sau ạ. Quan sát dòng chữ màu vàng. Mười giây nhấn chuông bắt đầu. Không sợ thua. Không sợ thua. Người thân cứ thế mãi gió tin nói yêu em, để hôm nay anh phải đau thêm người hơn. Samita. Đọc lại ạ. Nếu khi xưa anh không bận tâm bao lời nói, nếu khi xưa anh không ngại ngùng để nói yêu em. Hồi nãy nghe cái giọng gì rồi? Nghe đoạn nếu khi xưa anh ráo rồi. Chúng tôi ghi nhận đáp án của bạn. Xin mời hệ thống. Rất là tiếng. Vui quá, vui quá. Chúc mừng S.T nhận được 1 điểm. Bài hát thứ hai. Em sẽ cố gắng anh. Xin mời hệ thống. Khi xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lạ, dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu, vẫn lướt trên mặt đàn, vẫn khát khao ngập tràn, yêu thương đi khắp không gian. Thử thách của các bạn. 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Chị sẽ làm. Xin mời Ti ạ. Bị mắc đứng hình. Khi 3 lên 8 lên 10, chơi guitar không hay nên 3 tập chơi trong. Đôi chân lo lắng run run, đôi tay 3 đây đọc lại đáp án của mình một lần nữa. Đọc mới sai nè. Đọc khi nghe sai nhạc nè. Con nhẹ nhàng hơn. Khi nghe nhạc con là dòng sông, con là cánh đồng, là cánh đồng. Wow. Ghi nhận đáp án của bạn. Nghe nó bị theo sao đúng không? Nghe nó hơi bị trục trặc, bị thiếu một nốt. Em nghĩ là bị thiếu một cái chữ. Có thể là sẽ là may mắn dành cho B Max. Hệ thống. Vậy thì rõ ràng rồi, tỷ số là 2-0, nhưng bây giờ sẽ là bài hát văn nghệ, bài hát để chúng ta cùng nhau giao lưu, học hỏi với nhau. Hay là mình hát chung bài này đi ha. Đó. Để xem bài hát thứ ba của các bạn sẽ là gì. Đời lắm lúc đâu có ngờ, có lúc không là giấc mơ, người sống giết quên nghi ngờ, tình chỉ là giấc mơ. Lắm lúc quên hững hờ, thì có lúc không là ý thơ, để những trái tim lập lờ, còn chi mà đắn đo. Thử thách dành cho các bạn. 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời đội Chị Sợ Thắng. Này cô em kia ơi rất xinh, sao đang đo mai một cuộc tình. Ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuốn xoay đám lá uông. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn Xin mời S.T đọc bài đáp án. Một tình yêu như màu xanh mãi mãi. Em thấy thiếu một chữ. Thiếu một chữ nha. Hệ thống như sau để xem. Một màu xanh mãi mãi. Một màu xanh mãi mãi. Như vậy ở đáp án này thì chúng tôi chúc mừng đội không sợ thua đã ghi được điểm đầu tiên của mình. Danh dự. Nhưng mà kết quả rõ ràng. Chúc mừng đội Chỉ Ra Thắng, các bạn nhận được giải thưởng 3 triệu đồng. Wow. Ok, hãy cùng chúng tôi đến vòng 2, đó là vòng phản chiếu. Chào mừng quý vị khán giả đến với vòng 2 của sàn đấu ca từ mang tên Phản Chiếu. Và ở lượt đấu này thì chúng tôi xin mời đội trưởng Chi Dân sẽ chọn một thành viên của đội Chị Sợ Thắng. Sẽ chọn một cái bạn mới nãy mà đánh lừa bạn, làm tổn thương bạn đúng không? Ta hát bolero đúng không? Cái bạn đó đó. Xin mời Hồ Thanh Phong cùng Chi Dân. Người anh của mình mà thắng cái là mình cứ tung cú cướp thôi nha em. Giờ vòng này luật chơi sẽ tương tự vòng đầu tiên, nhưng sẽ có một dòng chữ màu vàng sẽ thay đổi, đó chính là nó sẽ không mất đi nhưng nó sẽ bị đảo ngược chữ lại, giống như chúng ta nhìn qua một dòng chữ, qua một tấm gương vậy. Và cũng sẽ có 3 bài hát, đội nào chiến thắng 2 bài hát là đội sẽ sở hữu giải thưởng trị giá 6 triệu đồng. Wow. Bài hát đầu tiên xin mời. Giữa chúng ta anh lướt đi vẫn cứ mãi lướt đi, giờ bàn tay cô kìm nén những cảm xúc vui mình với em đấy, anh chẳng tìm thấy lối ra. Và đây là thử thách của các bạn. 5 giây quan sát, 10 giây bấm chuông bắt đầu. Xin mời đội Chị Sợ Thắng. Sau lưng là tiếng nói yêu anh chẳng rơi xa. Trước mắt điều này nó dối trá, tại sao người vội quên mong? Vậy cả anh biết sẽ không đưa trở về đâu em. Em yêu một ai từng rồi, mãi chẳng là anh đâu. Vậy tôi cứ bước đi xa nơi này, sẽ không còn nơi đây. Bước đi xa nơi này, sẽ không còn nơi đây. Vậy tôi đứng lên mà tôi chia nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn xung quanh giờ này. Tập trung. Xin mời bạn đọc lại đáp án của mình một lần nữa. Phải tự đứng lên mà thôi, che đi niềm đau và nỗi buồn. Rồi, chúng tôi ghi nhận đáp án. Tại sao không nhìn chữ mình đọc? Sao nhìn sao đến trên này đọc được mà. Dễ hơn. Hệ thống. Phải tự đứng lên trước mà thôi, che nhẹ đi những niềm đau và nỗi buồn. Như vậy một điểm đã thuộc về đội không sợ thua. Bài hát thứ hai sẵn sàng, hệ thống bắt đầu. Bài này là hợp với chất giọng của em luôn á. Giọng em cao á. Từ ngày nào cho các bạn 5 giây quan sát, 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Không sợ thua, xin mời ạ. Trời ơi. Thời gian qua đi, vẫn bao nhiêu thứ suy nghĩ. Đời ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thôi giờ làm gì, rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì. Ngày tháng sau vội đi, đôi khi không như ý. Rồi qua bao nhiêu năm nữa, có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ. Bao nhiêu cho vừa, từng ngày và từng giờ. Cảnh lá sao lặng yên, đôi khi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, có lẽ bao nhiêu đây thôi. Cho ta nhìn thời gian trôi. Đọc lại ạ. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì. Ngày tháng sau buổi đi, đôi khi không như ý. Yes. Ghi nhận đáp án của bạn. Xin mời hệ thống. Hai không nghiêng về đội không sợ thua. Kết quả đã rõ ràng. Lại rõ ràng một lần nữa anh à. Giờ tiếp tục chúng ta cùng nhau đến với bài hát văn nghệ, bài hát cả nhà cùng vui. Bài hát thứ ba xin mời. Cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình. Sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay. Tha phương xa trong cố hương, tiếng còi tàu xe. Dành cho các bạn 5 giây quan sát, 10 giây bấm chuông bắt đầu. Không sợ thua xin mời. Mong mênh khói xưa vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mừng xa xôi trong giấc mơ, mong người trên đêm. Lại ạ. Giá từ dĩ vãng qua đi, mùa xuân nắng ấm tình nồng. Ghi nhận đáp án của bạn. Hệ thống. Chúc mừng đội không sợ thua đã giành phần thắng gọi là tuyệt đối trong vòng này. 3-0. Và xuất sắc đi về cho đội mình 6 triệu đồng. Đây gọi là một sự trả thù ngọt ngào của đội trưởng Chi Dân ở vòng chọn thành viên. Và chúng ta vừa trải qua 2 vòng thi rồi, vòng tiếp theo đó chính là vòng truy tìm. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 3 của sàn đấu ca từ mang tên Truy Tìm. Và thưa quý vị, cuộc chơi là như sau. Chúng ta vẫn sẽ có 3 bài hát, vẫn sẽ có 2 đoạn nhạc và vẫn sẽ có dòng chữ màu vàng. Nhưng điểm khác biệt ở vòng 3 này là độ khó cao nhất. Đó chính là những từ ngữ này sẽ sắp xếp thứ tự một cách lộn xộn. Và nhiệm vụ các bạn là phải sắp xếp những từ này thành một câu hoàn chỉnh và hát được chính xác từng từ một. Sau đó phải đọc lại một lần nữa cho chúng tôi xác nhận đáp án. Và phần thưởng ở trong vòng này sẽ lớn hơn vòng trước rất nhiều. Đó chính là 9 triệu đồng. Bài hát đầu tiên xin mời. Giây những chuông bắt đầu. Chỉ sợ thắng. Sao đôi ta cứ hoài ngầm ngừng khi đôi tiếng dục tiếng yêu thương, đừng ai chỉ vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Sao có những ngày mưa mai sâu dòng đời của xoay lắm lúc đôi ta dần vời man bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra núa thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời, sẽ mãi mãi cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Xin mời bạn đọc lại đáp án một lần nữa. Dẫu có nắng hay mưa, mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Hệ thống đánh điểm như sau, xin mời. Xin chúc mừng đội Chị Sở Thắng đã ghi về cho mình một điểm đầu tiên. Bài hát thứ hai sẵn sàng, xin mời hệ thống. Các bạn 5 giây quan sát. Thời gian bình tĩnh, để tay vào chuông nào. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Tôi không bấm luôn, sao biết rồi. Ủa đội Chi Dân mình có chơi không? Buông xuôi không biết. Mình có chơi không? Có chơi. Giống như giao lưu. Nhưng mà vậy cái bài này có sự là không có thuộc. Xin mời. Ok, phải ngồi, các bạn này phải ngồi hát cho đỡ buồn đúng không? Ngồi đi. Nhưng tôi mà xem có gì vui ở đây, phải chăng là em khiến lòng tôi run rẩy. Nhớ em mà tôi u sầu, nhớ em mà tôi biết đâu, chờ xem tình yêu bấy lâu sẽ đi về đâu. Thời gian trôi đi thêm làm chi, ngày mai chỉ ly thôi thì à ơi ngồi hát đỡ buồn vì em trong tôi thương càng thương, đằng tôi đang tan tình tan đi Đúng không? Đọc lại nghe đầu nghe coi. Vì em trong tôi thương càng thương, đàn tôi đang buông tan tình tan ý a. Đúng không? Hay quá ơi. Xin mời hệ thống. Không phải hả? Lúc hát mình sai. Vì em trong tôi thương càng thương, đàn tôi đang tan tình tan ý a. Kết quả 1 điều. Yeah. Chị Dân toát mồ hôi mừng quá. Bây giờ sẽ là bài hát quyết định của các bạn. Bài hát thứ 3. Có đôi khi tình em thơ em đâu biết, lòng lạnh giá với những ước muốn sao mộng mãi. Lòng ngẩn ngơ anh thấy u sầu, vì cớ sao mãi yêu em cho ngày đông mưa tuyết không còn giờ. Thử thách dành cho các bạn 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây nhấn chuông. Bắt đầu. Xin mời đội không sợ thua ạ. Không sợ thua. Đó, thời dân tới. Trao về anh đó. Vào ngày tháng xa mãi xưa ấm xưa màn đêm. Trong khóe môi luôn nơi nụ cười. Tình ngất nghe ngát với ta. Yêu ai yêu nhau mãi được cành già. Mong đến em mơ có em. Vì khi yêu anh không mong không ước mơ. Khi bên nhau khi cách xa tiếng anh mong chờ. Chờ khi gặp anh và anh sẽ. Dương hồi nãy hơi sai sai rồi đó. Rồi Chi Dân. Tay trong tay một người mình kề vai, tay trong tay cùng sánh đôi. Ghi nhận đáp án. Xin mời Hồ Thanh. Tay trong tay mình kề vai, tay trong tay cùng sánh đôi. Ủa đọc vậy mà. Tay trong tay mình kề vai, tay trong tay cùng sánh đôi mà. Tay trong tay mình kề vai, tay trong tay mình sánh đôi. Tình ta mới đâu bền lâu không nhạt phai. Như vậy là xin chúc mừng đội chỉ Sở Thắng đã may mắn chiến thắng trong vòng này và giành về giải thưởng của mình là 9 triệu đồng. Chết rồi. Đừng buồn em ơi, đừng khóc. Đội trưởng suy sụp. Không sao, các bạn còn có một cơ hội nữa. Giải thưởng vòng sau sẽ vô cùng nhiều. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng 4 của sàn đấu ca từ. Chào mừng quý vị đang đến với vòng 4 của sàn đấu ca từ với tên gọi rất dễ thương, đó chính là biến hóa khôn lường. Luật chơi vòng 4 như sau. Chúng ta sẽ có 4 đoạn nhạc và chỉ có duy nhất một bài hát mà thôi. Ở đoạn nhạc đầu tiên sẽ do ca sĩ chúng tôi thể hiện. Và tiếp theo đó đoạn nhạc thứ 2, thứ 3 và thứ 4 sẽ có chứa thử thách của chúng tôi. Và các bạn sẽ thực hiện thử thách liên tục không ngừng lại. Chỉ một người duy nhất trong đội được hát. Và ở đây chúng tôi sẽ có 2 chủ đề cho các bạn lựa chọn. Giải thưởng của vòng này rất lớn, đó chính là 12 triệu đồng cho người chiến thắng. Và nếu như các bạn hai đội không ghi được điểm nào hết thì dĩ nhiên số tiền thưởng đó sẽ không thuộc về tay các bạn mà sẽ quy về tài khoản của MC, ca sĩ hỗ trợ và ban nhạc. Ôi trong trường hợp nếu hai đội bằng điểm với nhau thì số tiền thưởng 12 triệu chia đôi cho mỗi đội. Mỗi đội sẽ được 6 triệu đồng. Đây là hai chủ đề của vòng 4, xin mời. Rồi. Ui. Thời này là thời đóng clip nè Sam. Oh my god. Sam đó. Sam, hồi nãy em chọn do anh Sam. Bây giờ các bạn được quyền chọn chủ đề, chọn bức hình nào ạ? Tôi thích cái hình trẻ trâu này nè. Các bạn biết bài hát này là bài hát gì không? Suy luận coi. Cái này là căn 16, có nghĩa là căn 16 là 4. Số 4 đó. Ừ. Bài gì? Sam, tôi nghĩ sẽ là một cái bài về tháng 4. Tháng 4 là lời nói dối gì đó của em vậy đó, đúng không? Chính xác. Wow. Mọi người, nhưng mà em phản đối nha mọi người, cái câu này người ta là nói quá chân thực như vậy mà ai nói là nói dối vậy? Ban biên tập lại đưa lên là nói dối. Nói dối là nhẹ đó. Người ta định là tháng tư lời nói xạo của em. Anh ơi, không ai công nhận hết trơn. Rồi bây giờ qua bức hình này ạ. Các bạn có đoán được bài hát dành cho đội mình không? S.T. Một thở yêu người. Chính xác. Trời, sao thấy vậy hả? Bây giờ đội của Chi Dân sẽ cử ra ai là người sẽ thực hiện thử thách liên tục. Tuệ Phương. Đúng rồi. Xin mời. Mùa xuân có em như chưa bắt đầu, và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhánh hoa xuân. Em đã bước tới như em đã từng, chơi trốn với anh trên cánh đồng xa. Bắt đầu thử thách ạ. 5 giây quan sát. Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi, nói lời thì thầm những điều thật tha đã giữ trong tim mình. Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã. Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em cứ đi xa, em cứ bay xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh. Năm giây quan sát. Xin mời. Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ, và tôi sẽ bước trên tên con đường mình đã chọn. Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em, để chào cô gái tháng tư của tôi. Tiếp tục ạ. Xin mời. Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em cứ bay xa, em đã đi xa mãi. Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thành. Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thường nay hóa theo mây gió, để lại tháng tư ở đó. Như vậy hệ thống chúng tôi đã ghi nhận và chấm điểm cho phần diễn vừa rồi của đội Không Sợ Thua. Các bạn ghi được 1 điểm. Nhiệm vụ của đội Chỉ Sợ Thắng, các bạn chỉ cần vượt qua được 1 điểm này hoặc bằng số điểm là 1, các bạn sẽ có giải thưởng. Cố lên nha. Ai hát ạ? ST hát. Xin mời. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là con sóng mơ hồ. Nếu chúng mình đừng tiếc nuối ân tình, yêu chi cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. 5 giây quan sát. Xin mời. Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù nguy khó, bỡ ngỡ dìu nhau lối đi về, nỡ đau rằng sẽ giữ mãi trong lòng câu thơ một đời càng thêm lưu luyến một thuở yêu người. 5 giây quan sát. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm chín mươi tình nồng ấm, gối chân thật yêu dấu, những ân tình thơ ấu, tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giấc mơ đầu. Một điểm nữa thôi. 5 giây quan sát. Đời là dòng sông, mình trôi qua trong đau thương, mình còn chỉ cho nhau. Nếu mai kia gặp gỡ, xin giữ một đêm hôn môi. Dù có qua ngàn dòng tố, thì giấc mơ này đời khó phai. Cùng mặt với nhau. Ở phần vừa rồi, hệ thống đôi đã xác nhận điểm số dành cho đội chị Sở Thắng. Đó chính là 2 điểm. Chúc mừng các bạn. Và các bạn cũng đã giành về giải thưởng trị giá 12 triệu đồng của vòng này. Và quý vị, như vậy bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ trao tặng cho những người chơi, những đội chơi giải thưởng mà họ xứng đáng được ngày hôm nay. Đầu tiên là đội chỉ Sở Thắng. Nhưng mà trước tiên thì em muốn nghe cái cảm xúc của các bạn ngày hôm nay tới đây. S.T trước đi, lần thứ 3 quay lại rồi. Xin mời S.T và đội của mình ạ. Hát một bài mà mồ hôi đồng rìa kiểu hả? Ướt giống như mà kiểu mình mới đi sông Rằng vậy đó, hiểu không? Nhưng mà không lẽ là cái câu nói của S.T đúng hay sao? Cái S.T nói là S.T cứ mỗi lần đến đây là thắng. Em đề nghị chương trình mình không mời S.T nữa. Tốn quá, tốn của quá. Để các khách mời sao không có gây áp lực cho người ta. Đúng, không nhường cho MC luôn. Cố gắng hát sai đi, chúng tôi được chút đỉnh. Không hát sai luôn. Không. Cô hai chàng trai thì sao ạ? Em nghĩ ai mà chơi em á thì là đội đó sẽ ra về. Dạ em, đội em chiến thắng nha. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Sao bạn cứ ghi mình hoài? Ai vậy? Bây giờ bạn cứ nó nói với mình hoài. Thắng người ta 3-0 không cho tao bài danh dự. Nhưng mà bên đội này cũng đã thắng mình rồi. Thì đó. Đã thắng vòng cuối rồi. Thì nói chung là chắc ai bây giờ? Chắc đội mình dở thôi. Không phải là chắc mình dở, nhưng mà chương trình đến đây là vui là chính thôi. Trời ơi, nói gì nữa, đó. Phải như vậy. Khi mà mình đến đúng không? Đúng vậy. Thường tâm lý mấy đội thua hay nói như vậy á. Sẽ cùng trao giải cho hai đội ngày hôm nay. Và đội của Chi Dân, B Max và Tuệ Phương đã vô cùng xuất sắc. Họ đã thể hiện được cái tài năng của mình trên sân khấu và ghi về cho đội mình một số tiền vô cùng lớn, đó chính là 6 triệu đồng. Đội của S.T chỉ sợ thắng và hoa hậu ngày hôm nay đó chính là Sơn Thạch đến từ Việt Nam, 24 triệu. Chúng tôi đã trao phần thưởng cho họ rồi. Và cũng là lúc chúng tôi phải nói lời chào tạm biệt với tất cả quý vị rồi. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình Sàn Đấu Ca Từ mùa 3. Đó chính là 20h25 tối thứ 6 trên kênh HTV7. Chương trình Sàn Đấu Ca Từ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Khay Trần về đấy trước khi em về với hai anh thì em muốn anh nào Big Bong hay nhất thì em sẽ về đội của anh ý. Cho tiếng tét đàn đó. Chả để gì. Em có nghe nhiều bài hát không? Nhiều loại nhạc không? Ừ, tại vì chương trình mình phức tạp lắm em. Chương trình mình phức tạp lắm em. Tập 10 Sàn Đấu Ca Từ mùa 3 được phát sóng vào lúc 20h25 thứ 6 ngày 21 tháng 6 năm 2019 trên kênh HTV7.